Chào các bạn, trong video này tôi sẽ tổng hợp 30 cơ quan khiêu chiến trong phiên bản 4.2 này nhé. Có một số vị trí không hẳn là cơ quan khiêu chiến nhưng trên web bản đồ có nên tôi vẫn sẽ đưa vào video. Được rồi, bắt đầu nhé. Ở đây tôi đã khiêu chiến rồi nên sẽ chiếu lại video nhé. Rồi từ đây bay tới điểm tiếp theo.
Thank you.
từ đoạn này bơi luôn sang kia nhé. Từ đoạn này có thể bơi luôn tới chỗ tiếp theo nhưng bị thông báo gây dân loạn. Vì đoạn này khá dài nên các bạn tự trải nghiệm nhé. Tại đây có một cơ quan nhưng khiêu chiến 3 lần, vậy nên có một số người dựa vào đó nói rằng có 32 khiêu chiến, và nó không khó lắm nhưng tốn thời gian nên các bạn tiếp tục tự trải nghiệm nhé.
Video đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt các bạn nhé.